Em xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh ha. Thì gần đây thì nhiều cô chú anh chị hỏi em á, là em dùng cái phân thuốc gì cho cái mai giai đoạn đầu năm này mà lá nhìn nó xanh tốt và nó không có bị sâu bọ chỉ đầu này kia, nó phát triển tốt. Thì trong cái video ngày hôm nay em xin chia sẻ lại cho cô chú anh chị, đặc biệt là những cô chú anh chị mới tập chơi mai, cũng như là những cô chú anh chị chưa có xem cái video của em trong thời gian qua. Thì cho nên cô chú anh chị mới chưa biết. Còn cô chú anh chị nào mà đã xem video của em trong cái thời gian qua lâu rồi á, thì cô chú anh chị đã làm được một cách đơn giản luôn ha cô chú anh chị. Đó. Thì như cô chú anh chị mình đang xem á, là cái cây mai này em xả tàn sau khi chơi Tết. Và hồi Tết em có sử dụng để chơi bông Tết luôn. Đó. Và trước đó em cũng sử dụng thuốc rụng lá mai để chơi bông Tết luôn. Thì nhiều cô chú anh chị trước đó có e ngại á, là mình sử dụng thuốc phun thuốc rụng lá mai á, thì sau Tết nó sẽ bị suy, nó chết. Đó thì hiện tại cô chú chị đang xem nè ha. Đó thì cây ra phát triển bình thường, không có vấn đề gì hết. Đó. Thì cô chú chị đã xem cái video em trong thời gian qua rồi, thì nhìn cái cây là biết cái cây của năm rồi rồi ha. Đó. Thì cây nào cây nấy cũng phát triển bình thường, không có vấn đề gì hết trơn nè. Đó. Và cái việc á, mà chúng ta chăm sóc cái cây mai để cái đầu năm này cái lá xanh tốt như thế này nó cũng đơn giản lắm cô chú chị. Thì đầu năm tới giờ em có chia sẻ cô chú chị mình dùng 3 cữ kích rễ. 3 cữ kích rễ ha. Thứ nhất nè là sau khi chúng ta thay chất trồng nè, chúng ta sẽ sử dụng một cữ giodomingon cộng với lại Atonik ADC. Đó, giodomingon của ADC luôn hay gì đó, Atonik Nhật Bản đó. Đó, hai loại đó kết hợp lại với nhau, chúng ta tưới cho nó một cữ đầu tiên sau khi thay chất trồng nè. Rồi 7 ngày hôm sau, cô chú anh chị sẽ sử dụng Atonik pha với lại N3M Phú Lâm. Đó, Atonik thì một gói pha cho một thùng B, còn N3M Phú Lâm á, thì một thùng B giai đoạn đầu năm này chúng ta chỉ pha một muỗng 15g thôi là được. Chúng ta quậy lại, chúng ta tưới ướt đều cho chất trồng là được ha cô chú chị, là cữ thứ hai. Đó, xong qua tới cữ thứ ba thì có thể cách 7 ngày hoặc 8 9 10 ngày luôn là bình thường, không có vấn đề gì hết, không nhất thiết là phải 7 ngày nha cô chú anh chị. Thì cái liều chuẩn của em nói chia sẻ đó thì có thể là 7 ngày. Còn không thì cô chú anh chị tưới 8, 9, 10 ngày cũng được hết trơn á, không sao hết. Đó, quan trọng là tối thiểu nha. Cô chú anh chị lưu ý 7 ngày là tối thiểu, tức là cách nhau khoảng 7 ngày chúng ta mới tưới, chứ không phải là mới có 5-6 ngày chúng ta tưới, vậy thì nó sẽ dễ bị tình trạng là dư thuốc, phạm thuốc rồi hết cô chú anh chị. Đó. Và đồng thời cô chú anh chị hỏi sao mà cái tược cây của em á nó ra cái lá nó thẳng, nhìn nó đầy sức sống. Còn trong khi cái tược của cô chú anh chị ra thì nó co quéo, rồi nó đen đầu đọt rồi này kia. Thì cái vấn đề này em cũng có chia sẻ cô chú anh chị trong thời gian qua rất là nhiều rồi. Đó thì chúng ta khi mà chăm cái cây mai á, chúng ta sợ nhất là cái con sâu và cái con bọ chỉ nó tấn công vào cái cây mai. Nó làm cho cái cây mai, cái lá cây mai nó sẽ cong queo. Đó, nó co dúm lại, rồi nó đen đọt rồi này kia. Rồi con sâu ăn lá nó ăn thì nó làm cho lá chúng ta mất gốc đồ này kia, nó không có còn cái bộ lá phát triển được, cho nên là cái bộ lá sẽ xấu. Còn khi mà chúng ta bảo vệ nó thì nó sẽ phát triển được tốt hay cô chú anh chị. Đó thì bảo vệ bằng cách là chúng ta phun cái gói đặc trị bọ chỉ nè, kết hợp với cái gói map Yono nè. Đó thì cô chú anh chị nào mà nếu mà nhìn cái hiệu của em nghe cái hiệu của em nói mà chưa rõ thì cô chú anh chị có thể gọi cho em. Đó, hoặc là cô chú anh chị kết bạn Zalo với em, cái số điện thoại em để trên màn hình ha, thì em sẽ gửi cái hiệu thuốc cho cô chú anh chị mình xem để mình có thể mua mình sử dụng. Hoặc là cô chú anh chị mua không có thì có thể liên hệ em gửi giúp luôn. Đó, em gửi giúp tới cho cô chú anh chị mình xài thì mình chịu cái tiền ship thì em sẽ mua gửi giúp cho cô chú anh chị luôn. Đó. Đó thì như cô chú anh chị xem ha, cái lá cây nó rất là sung mướt. Đó. Và bên cạnh đó nhiều cô chú anh chị hỏi em có sử dụng thuốc bung đọt hay là thêm phân thuốc gì nữa không, mà sao thấy cái cây mai nó sung, nó tốt, nhìn thấy thèm quá, nhìn thấy ham quá. Đó thì đúng là nhìn thấy ham thiệt, nhưng mà em không sử dụng cái phân thuốc gì khác ngoài những loại em chia sẻ cho cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào đã theo em 1 năm 2 năm gì vừa qua đó, 1 năm mấy 2 năm, thì cô chú anh chị đã biết là em sử dụng thuốc rất là đơn giản nhưng mà nó hiệu quả thì rất là cao. Nó và cái giá thành nó cũng tiết kiệm so với các loại thuốc trên thị trường, mà nó lại không có mùi hôi, nó không độc loại này kia nữa. Cho nên là cô chú anh chị đã làm theo và đạt kết quả rất là nhiều hết cô chú anh chị. Đó. Thì hầu như là tới hôm nay thì cây nào nó cũng đã đâm chồi hết rồi. Có những cái cây mà chúng ta xả tàn sớm thì nó đâm chồi ra sớm, nó gần già luôn rồi. Còn cây chúng ta xả tàn trễ thì nó sẽ đâm chồi trễ. Đó. Thì nó ra trễ hơn người ta hết cô chú anh chị. Đó. Rồi thì bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã cơ bản là về các cái loại thuốc tưới cho cây mai trong giai đoạn đầu năm này đã đảm bảo cái thành phần cho cái cây mai nó được tốt rồi đó cô chú chị. Đó. Còn ngoài ra thì cô chú chị nên nhớ ha, là chúng ta phải tưới nước đầy đủ cho cây, tức là tưới gốc đầy đủ cho cây ha. Thì thông thường cái cây như thế này, hiện tại là trồng cái chậu 7 nè, cây này trồng chậu 7 thì thường á là cách một ngày em sẽ tưới đẫm một ngày. Đó, cách ngày em tưới đẫm một ngày. Đó. Còn và cô chú anh chị lưu ý là khi mà cái tược đăng ra non gì ha, là tuyệt đối không phun nước lên thân vào trưa nắng ha, nó rất dại sẽ dễ xảy ra tình trạng cháy lá, rất nhiều cô chú anh chị bị. Đó, thì cái này em sẽ có dành một cái clip khác, em sẽ nhắc nhở cô chú anh chị mình cho mình tránh gặp phải ha. Tại vì hiện tại là cô chú anh chị trồng cây mai ra lá non rất là nhiều, thời điểm này là thời điểm đang ra lá non như vậy không. Đó, thì cái cây mai của mình rất là dễ bị cái tình trạng là phun thuốc ấy là nó cháy lá. Tới hôm nay mà nó còn có bông nữa cô chú anh chị, cái bông hôm nay nó còn nằm trong kẹt mà nó bị héo, nó bị lá nó chèn ép rồi, cái bông gì nó không có ra nổi cái cuốn luôn vậy. Đó, thì mai của em là mai giảo Thủ Đức ha cô chú chị, bông sẽ là từ 6 đến 12 cánh mà đa phần là 7-8 cánh không rồi cô chú chị, bông rất là đẹp. Đó, thì hồi Tết cô chú chị có giao lưu bông với em á, giao lưu cây mai nè, mai chưa Tết á, thì cô chú chị là thấy cái mặt bông cây của em rồi, với lại em có quay hồi Tết nữa đó, bông rất là đẹp nha. Và hiện tại em cũng có một cái lô mai để mà giao lưu với cô chú anh chị nè. Đó thì mấy đứa em nó đang quấn nè. Đó, cô chú chị xem từ xa xa ha, đây đang quấn cây nè. Thì hiện tại em giao lưu với cô chú anh chị trong cái giai đoạn đầu năm nè, và nếu mà có thể thì em sẽ giao lưu với cô chú chị mình quanh năm luôn, để cô chú anh chị có thể có được những cái cây mai mà bông đẹp, chi cành đẹp, mà giá nó lại rẻ so với thị trường nha. Thì các cây mai trên vườn của em thì nhiều cô chú anh chị hỏi sao bán giá nó hơi rẻ hơn so với thị trường. Đó, hỏi có cái chất lượng hay không. Thì cô chú anh chị biết rồi, cái kênh em là cái kênh YouTube thì số lượng người đăng ký hiện tại là hơn 40.000 người rồi, 42-43.000 người rồi. Đó, thì bên cạnh đó thì em cũng có cái TikTok nè, TikTok thì em hơn 80.000 người đăng ký rồi. Đó, thì cái số lượng người tin tưởng em rất là nhiều, cho nên là không có thể nào mà làm bậy với cô chú anh chị được. Cho nên em chia sẻ cô chú anh chị bông như thế nào là nó sẽ bông như thế đó, cây như thế nào là quay đúng cây, gửi đúng cây cho cô chú anh chị mình. Đó, đó cô chú anh chị mình có nhu cầu, có thương yêu ủng hộ em thì có thể điện thoại cho em ha. Đó. Thì nhân cái video hôm nay thì em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị một số cái cây mai ha. Thì em sẽ quay mã số từng cây cho cô chú anh chị mình xem, để mình có thể lựa chọn. Nếu mà mình thích cây nào thì liên hệ cho em ha, em sẽ gửi đến tận nhà. Đó. Ở bất kỳ đâu trên cả nước luôn, ở chỗ nào thì cũng gửi đến tận nhà hết ha cô chú anh chị. Đó. Rồi thì bây giờ em xin phép quay mã số từng cây cho cô chú anh chị mình theo dõi ha. Rồi thì đầu tiên là cây mai mã số 1C nha cô chú anh chị. Đó. Cây mai mã số 1C, chi cành đều từ dưới lên trên và chi cành nó dài rộng nha cô chú anh chị. Và cây này cũng là cây có đế, cây mai rất là già luôn nha, cái củ là rất là to luôn. Hoành tại vị trí này là 22, cái củ quan trọng, cái củ nó nở nè. Ở cái củ này dữ lắm nè. Đó, cái cũ là hơn 36 nha cô chú chị. Đó, nó có mấy cái cọng rễ nữa nè. Thì cô chú anh chị muốn để hai cái cọng rễ này thì để, còn không mình cắt mình lấy cái củ tròn bự cũng được. Củ bàn tay em để vô nè. Ok, thì rất là lực cây nha cô chú anh chị. Dáng thì hơi lắc một chút, lắc nghiêng. Tán ngang 1m25, chiều cao 1m3 nha cô chú anh chị. Đó, cây mai mã số 1C nha. Lúc nào cây đầu tiên là cũng giá ưu đãi và cây đẹp hết nha cô chú anh chị. Đó, cây này mà lên cái chậu 7 nha, lên cái chậu 7 Tết đẹp cực kỳ luôn. Rồi cây mai mã số 1C em xin phép giao lưu với giá là 1.200.000 đồng, em bao ship tới nhà nha cô chú anh chị. Đó, cái bệ đế cái củ nở rất là lớn nha. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 2C nha cô chú anh chị. Đó, một cây mai dáng trực tàn thông, một cốt, chi cành điều. Cây thì rất là già, cây rất là mạnh nha. Và cái cây này cái bộ đế rất là đẹp luôn. Hoành tại vị trí này là 23 nha cô chú anh chị. Khỏi đi cái củ thì đây nó nở ra cũng ba mấy đó. Đó, và cô chú chị xem cái đế nó nè, đế rất đẹp nha. Đó, đế xây đều hết nha cô chú anh chị. Đó, cái đế em để cái tay lên nè. Đó, cô chú anh chị để cái tay hình dung nha. Đó, cây lớn. Cây mã số 2C tán ngang nhiêu em? Nhiêu? 1m31. Tán ngang 1m3. Chiều cao gần hết thước dây. Rồi cây mai mã số 2C em giao lưu với giá là 1.200.000 đồng luôn nha cô chú anh chị. Cây mã số 2C. Đó. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 3C hả cô chú anh chị. Đó, cây 3C. Đó, chi cành thì em để dài dài cho cô chú anh chị, như vậy cô chú anh chị thích để thì để luôn, còn không thì về mình cắt ngắn lại ha. Đó, rồi đo thông số em. Hoành hơn 23 hết cô chú anh chị. Đó, rồi cái củ dưới này thì nó nở. Đó, củ dưới này nó nở nha. Thôi, cái củ này nó dướng cái rễ rồi. Thì hào hào cô chú anh chị xem ha. Thì chắc cũng cỡ 28 cái gì đó. Rồi tán ngang nhiêu em? Tán ngang 1m1, chiều cao 1m3. Chiều cao 1m3 ha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 3C em xin phép giao lưu với giá là 1 triệu chẳng nha cô chú anh chị, em bao ship tới nhà. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi và đây là cây mai mã số 4C ha cô chú anh chị. Em đứng xa lắm mới lấy hết được cái hình của cây mai ha. Đó, cây mã số 4C nha. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cái mặt tiền của nó nè. Rồi chi cành thì rất là đều. Đo thông số em ơi. Quanh tại vị trí đó là 23 hết cô chú anh chị. Rồi đo cái củ dưới em. Rồi cái củ này là gần 35 nha cô chú chị, nở ra rất là nở. Đó, và có đế nha. Cây này cây có đế nha cô chú chị. Đó. Tán ngang 1m2. Tán ngang 1m2. Chiều cao thì chắc khoảng 1,5 m đó. 1,6 m luôn cô chú chị ơi. Chiều cao 1,6 m nha. Cây này trồng trước sân rất là đẹp nha. Rồi cây mai mã số 4C. Đó, chia cành rất là đều luôn. Bông đẹp nha cô chú anh chị, bông 6 đến 12 cánh, cây nào cũng vậy nha. Đó, cái cành nó chĩa vô cắt bỏ nha. Rồi cây mai mã số 4C em xin phép giao lưu với giá là 1.300.000 đồng, em bao ship tới nhà ha cô chú anh chị. Rồi và đây là mặt tiền của cây mai mã số 5C ha cô chú anh chị. Cây này thì tay cành thì cũng có tương đối đều. Nhưng mà chủ yếu cái cây này nếu mà cô chú về chơi bonsai thì nó đẹp hơn. Tại vì nó có đế và nó có cái dáng nhìn rất là duyên nha. Đó, có đế nè. Đó, và dáng hướng này nè. Hướng này bonsai đẹp nè. Đó, cô chú anh chị có thể về tùy ý theo ý mình ha. Đó, cái đế rất đẹp nha. Cây rất là già, cây rất mạnh nha cô chú anh chị. Hoành 21 nha. Đó, cô chú anh chị nhìn cái đế nó, cái cọng rễ nó lực nè. Bàn tay em để vô nè. Đó, và cái củ này nó nở nè ha. Đó, đế thì đều luôn. Tán ngang nhiều em. Tính mét thôi. Tán ngang khoảng mét. Chiều cao Chiều cao khoảng 1m3 nha cô chú anh chị. 1m35. Rồi, xem như 1m3 thôi. Đó, cây mai mã số 5C, em giao lưu với giá là 1 triệu đồng, em bao ship tới nhà cô chú anh chị. Rồi, em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 6C ha cô chú anh chị. Đó, cây này là cái cây tàn rất là tròn đều nha. Đó. Thóc thân thì nó hơi cao một chút nha. Thóc thân phản gan đó. Cái hoành đo tại vị trí này là 26 nha cô chú anh chị. Đo chi lúc trên đó gì vậy? Lúc trên đó là 20 đó cô chú anh chị. Đó, cây này tán ngang nhiêu em? Tao số mà cười dữ vậy? Tán ngang 1m1 cô chú anh chị ơi. Tính mét cũng được rồi. Chiều cao 1m38 hay cô chú chị, nhưng 1m35 đi. Đó, rồi cây mai mã số 6C ha. 6C. Đó, giá 900.000 đồng, bao ship hay cô chú anh chị. Rồi, cây lớn nha. Giá tri ân khách hàng á. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi và đây là mặt tiền của cây mai mã số 7C ha cô chú anh chị. Ở cây này cao dáng như người mẫu vậy cô chú anh chị ơi. Cao khoảng 1m7 đó. Đó, chi cành thì đóng đều ha. Rồi đo thông số em ơi. Hai mươi ba hoành của chú chị đó, 23 em. Cái cành này em mới thấy dư nè, thấy dư thấp dưới, em thấy dư em cắt bỏ. Đó, về cô chú anh chị có thể coi lại cái nào còn dư đó thì mình có thể cắt ha. 1m21. Tán ngang 1m2 hả cô chú anh chị. Chiều cao thì chắc cỡ 1m6. 1m6 cô chú anh chị ơi. Đó, rồi. Cây mai mã số 7C ha. Em xin phép giao lưu với giá là 1.100.000 đồng. Cây mã số 7C. 7C nha cô chú anh chị. Cây này cao đẹp nè. Mình trồng ngoài sân rất là đẹp. Đó. Rồi, em xin phép qua cây tiếp theo. Rồi, và đây là cây mã số 8C cô chú anh chị. Cây tàn rất là đẹp nha. Đó, tàn đều lắm. Rồi, đo thông số em ơi. Cây này cây có đế luôn nha cô chú anh chị. 24. Hoành 24 nha. 8C. Đế luôn không? Đế đó sao đo em? Đế hạo thôi. Ừ, hạo dây đỡ đi. Nó cỡ 38 đó cô chú anh chị. 36. Cái đế nở ha. Đế nở chỗ này nè. Đó, có cái rễ đế này rất là duyên dáng nha. Duyên dáng đồng bằng sông Cửu Long luôn. Tán ngang 1m2. Cao cỡ 1m4 nha cô chú anh chị. Còn xíu nữa là hết dây thước. Đó, cao cỡ 1m4 ha. Rồi cây mai mã số 8C. Em xin phép giao lưu với giá là 1.300.000 đồng. Ê dạ, ngã. Rồi, cây này 8C, 1.300.000 đồng nha cô chú anh chị. Rồi, em xin phép lấy cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là một cây mai vừa có tàn đẹp, bông đẹp mà vừa có đế đẹp luôn hết cô chú anh chị. Đó, cây mai mã số 9C nha. Đó, chi cành rất đều. Rồi, đo thông số em ơi. Hoành tại vị trí này là 18 ha cô chú anh chị. Đó. Cây có đế nha. Cây có đế sổ. Đây, quay mặt này cái. Đó. Cái đế rất là duyên dáng luôn. Một gang nha cô chú anh chị. Đó. Cây 9C, giá 900. Cô chú chị chốt cây này nhanh nha. Tán ngang 1m25. Chiều cao khoảng 1m3 cô chú chị ơi, hơn 1m3 đó. Đó. Rồi. Cây mai mã số 9C, giá 900 nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị chốt lẹ nè, cây này đẹp lắm. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 10C ha cô chú anh chị. Đó, một cây mai có cái đế nở rất là đẹp. Đó, cái thân hình nó cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị xem ha. Đây. cái hoành tại vị trí này. Đây, chỗ này là 25 hoành nha cô chú anh chị. Đó. Và cây củ dưới này rất lớn đó, củ này thử em. Đó, cái củ nè. Đó, cái củ 35 nha cô chú anh chị. Đó, củ rất là nở luôn. Đó, và chia cành nó rất là lực nha. Cây này mình cắt ngắn lại chơi bonsai cũng rất đẹp. Đó. Nó đẹp lắm. Tán ngang 1m. Tán ngang 1m. Chiều cao 1m36. Chiều cao 1m36 xem như 1m3 nha cô chú anh chị. Đó, cây mai mã số 10C ha, hoành 25. Đó, cây này em giao lưu với giá là 1 triệu đồng bao ship ha cô chú anh chị. Cây mai này bông rất đẹp. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 11C. Cái đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, ở ngoài nhìn rất đẹp luôn. Và cây này cũng là cây mai xù luôn nha cô chú anh chị. Đây, xù bệt bệt hết trơn đây nè. Đó, xù dài từ dưới lên trên luôn nha. Đó, cây này cô chú xem kỹ nha. Cây này rất là đẹp. Và sau này nó rất là giá trị nha. Tại vì nó đang lên xù rồi. Và cây này cũng bông đẹp luôn nha cô chú anh chị. Và chia cành đẹp, đế đẹp, bông đẹp, lên xù luôn. Đó, các yếu tố nó hội tụ. Đó, đo thông số em ơi. Cây này hoành 23 ha cô chú anh chị. Đó, nhưng mà cái ở dưới này cái củ nó nở rất là dữ luôn. Đó, một gang tay em nè. Đó, rất đẹp nha. Chia cành thì đều tứ diện. Tán ngang nhiêu em? 1m25. Tán ngang 1m25. Chiều cao. Chiều cao 1m5. Chiều cao 1m5 nha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 11C nè, cây mai xù. Đó, tàn đẹp, bông đẹp, đế đẹp, xù. Đó, em giao lưu với giá là 1.300.000 đồng cây mã số 11C nha. Đó, cô chú anh chị nhanh tay chốt cây này rất là xứng đáng nha. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 12C ha cô chú anh chị. Đó, cây này dáng trực, tàn thông. Bông 6 đến 12 cánh, bông đẹp, bông chùm. Dạo Thủ Đức hay cô chú anh chị. Cây ghim trồng từ hạt chứ không phải ghép nha. Rồi, cây cũng có củ đế nở. Hoành 22 nha cô chú anh chị. Đó, nó có đế nha. Cũng có rễ. Cây thì rất là già cây. Tán ngang nhiêu? Ngang 1m. Chiều cao. Chiều cao cây này từ 1m5 trở lên đó. Nghe em nó đo không tới. Đó rồi, cây này khoảng 1m5 nha. Rồi. Cây mai mã số 12C. Cây này là giao lưu cô chú anh chị mình với giá chỉ có 900.000 thôi ha cô chú anh chị. Đó, cây mạnh sống khỏe nha. Giá chỉ có 900.000 thôi. Rồi, em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 13C ha cô chú anh chị. Một cây mai có cái đế rất là đẹp luôn nha. Đó, cô chú anh chị xem ha. Rất là đẹp nha. Tàn cũng rất là đều và đang lên xù luôn ha cô chú anh chị. Đó. Đo hoành em ơi. Hoành tại vị trí này là 20 nha cô chú anh chị. Đo lúc ở trên đó cô chú anh chị ơi. Đo củ thử cô chú anh chị mình hào hào cái. Chạy dây lên nè. Đó. 30. 30 nha cô chú anh chị. Cái củ 30. Đó. Cây đang lên xù luôn nha. Cây rất là già đang lên xù. Đó. Cô chú anh chị về mua về trồng đất á. Tán ngang 1m2. Tán ngang 1m2. Trồng đất á nó mau lên xù nữa lắm cô chú anh chị, mau lớn cây. Chiều cao. Chiều cao 1m4 ha cô chú anh chị. Rồi cây mai xù mà có đế đẹp mà bông đẹp luôn. Đó. Em giao lưu với giá chỉ có 1 triệu đồng cho cây mã số 13C ha. Đó, cô chú anh chị nhanh tay chốt cây này nha. Trễ là không còn cây nha cô chú anh chị. Hôm bữa giờ thì nhiều cô chú anh chị phân vân lựa chọn á, hồi cái điện thoại chốt là bị người khác chốt trước rồi. À, rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 14C ha cô chú anh chị. À, một cây mai cũng rất là xinh xắn luôn nha. À, có cái đế cũng nở ra. hoành gần 22 hết cô chú anh chị. Ở cây thì rất là già ha. Ở cái đế nó nở nè, nó nở vòng vòng của chú chị xem ha. Đó. Cây 14C nha cô chú anh chị. Tán ngang 1m1. Chiều cao. Chiều cao 1m3 nha cô chú anh chị. Cây mã số 14C em giao lưu với giá là 900.000 đồng hết cô chú anh chị, bao ship. Đó. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây đào. Ủa lộn, cây mai cô chú anh chị ơi. Cây mai giống cây đào nha. Cây mai mã số 15C nha cô chú anh chị. Chi cành rất là đều luôn. Đó, chi cành đều lắm. Đó, cành đặc hết. Hoành nhiêu em ơi? Hoành 22 hơn, gần 23 nha. Đó, cái củ ở dưới nở nhiều. Củ đó 29 gần 30. Đó. Dưới này có cái rễ dư em cắt nha. Ngang 1m1. Cao. Cao 1m3 ha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 15C nha, một cây mai rất đẹp nha cô chú anh chị. Chồng người ta tưởng đâu cây đào không đó. Rồi 15C em xin phép giao lưu với giá là 1 triệu đồng bao ship hay cô chú anh chị. Mã số 15C. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 16C ha cô chú anh chị. Đó, cây mai mã số 16C nha. Đó. Cây này ở khúc dưới này nó đóng tàn rất là đều nha. Chúng ta cắt chơi bonsai cũng rất đẹp nha cô chú anh chị. Tại vì cái cây này cái đế cũng đẹp lắm. Hoành 20 nha. Đó, cái đế cái mặt này bên đây nè cô chú anh chị. Đâu cái cũ chứ. Cái cũ là 30 29 rưỡi nha cô chú anh chị. Đó. Đó, cái đế bên đây nhìn rất là duyên nè. Đó. Đó, cây 16C ha. Đó, chia cành ở đây rất là đều, cô chú anh chị có thể cắt bonsai chơi cũng được nha. Còn em để tàn cho cô chú chị. Cô chú chị nào thích để tàn thì tàn. Tán ngang 90. 1m2. Cao 1m2 ha. Đó, cây này thì bông đẹp sẵn. Cô chú chị về có muốn ghép cái bông khác nữa thì ghép, còn không thì chúng ta để chơi. Bông đẹp sẵn luôn nha. Rồi cây mã số 16C em giao lưu với giá là 1 triệu đồng. Đó. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là một cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây mã số 17C nha. Cây này chi cành rất đẹp nha cô chú anh chị ơi. Đó. Đóng đều từ dưới lên trên luôn. Đó, và cây này cũng có cái đế luôn nha. 20. Hoành đâu vị trí này 20 ha cô chú anh chị. Đó, cái củ nó nè, củ nở nè. Củ nở như con ốc sên vậy đó. 31 nha. Củ 31. Đó cô chú anh chị xem ha. Đặt cái bàn tay vô nè. Đó. Đế nó còn ăn xuống nha, còn rễ xuống nha cô chú anh chị. Đó, bên đây nó vẫn còn rễ xuống nữa ha. Đó, ở đây nó vẫn có đế xuống luôn nè. Đó, nó đều hết nha, cô chú anh chị có thể khai thác xuống nữa là nó vô lên cũng rất là đẹp nha. Tại vì em để cái bầu cho nó bự cho cô chú anh chị an tâm. Tán ngang như em. Tán ngang 1m25 cao. Chiều cao 1m28. Đó. Rồi cây mã số 17C em giao lưu với giá là 1 triệu đồng. Cây này rất nhanh, rất đẹp cô chú anh chị, chốt nhanh ha. Đó, cây mã số 17C nha. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 18C nha, một cây phơm lùng lực. Cây phơm lùng lực mà đế rất đẹp luôn nha cô chú anh chị. Chi cành là đều gan cô chú anh chị xem trên màn hình ha. Đó, rất là đều luôn. Cây đế nè. Cây này chơi bonsai cũng được mà chơi tàn như vậy cũng được luôn. Đó, hoành 24 hơn 24 hoành nha cô chú anh chị. Đó, hơn 24 hoành. Cái đế nè cô chú anh chị xem nha. Em quay cho cô chú anh chị xem cái đế. Đó, cái đế nó đặc hết à. Đó. Đó ha, nhìn rất là duyên luôn. Phía trước này là cái mặt tiền ha. Đó, rồi. Chi cành đều gan nè, cô chú anh chị chơi bonsai cũng rất đẹp nha. Rồi, tán ngang. Tán ngang 1m1, chiều cao chắc cỡ 1m3 đó. 1m3. Rồi. Tán ngang 1m1, chiều cao 1m3, hoành 25. Chi cành rất đều, đế đẹp. Cây này cây mã số 18C em giao lưu với giá 1.200.000 đồng em bao ship nha cô chú anh chị. 18C. Đó, rất đẹp nha. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 19C nha cô chú anh chị. Một cây rất là đẹp luôn nha. Đó, cô chú chị xem chi cành nó chảy đều tứ diện nha. Đó. Rồi cái đế nè. Quanh tại vì nó tại vị trí này là 22 nha cô chú anh chị. Chú anh chị nhìn xem cái mặt đế đó nè, rất là đẹp luôn. Đế 30. Đế 30 đó cô chú anh chị. Đó, cái rễ này về cô chú anh chị cắt bỏ nha. Hoặc là để cũng được. Tán ngang nhiêu? Tán ngang 1 m. Tán ngang 1 m. Chiều cao 1m4. Chiều cao 1m4, tán ngang 1 m, cây rất đều. Bông thì bông đẹp cô chú anh chị khỏi lo về các cái mặt bông trên các cái cây mai trên vườn của em nha. Là bông dạo Thủ Đức 6 đến 12 cánh, cô chú anh chị an tâm về bông nha. Rồi cây mã số 19C em giao lưu với giá là 900.000 đồng bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 20C cô chú anh chị, một cây mai phôi ở dáng lùng lực. Ở cho cô chú anh chị nào thích nhỏ gọn, nhà ở nhà không có diện tích nhiều ha, nhưng mà cây này rất đẹp nha. Cô chú anh chị xem cái bộ đế nè. Đó. Và chi cành rất là lực nha. Rồi đo thông số em. 24. Hoành 24 nha cô chú anh chị. Rồi cái này khỏi đo tán ngang, đo chiều cao thôi em ơi. 30. Ngang 30 ha. Chiều cao 45. Chiều cao 45, ngang 30 đó nè. Cô chú anh chị xem chi cành rất lực nha. Đó. Đó. Về chúng ta có thể chơi mini. Bông đẹp sẵn rồi chúng ta khỏi ghép cũng được, hoặc là cô chú anh chị muốn ghép cái giống nào hot trên thị trường cũng được nha. Rồi cây mai mã số 20C em xin phép giao lưu với giá là 1 triệu đồng em bao ship tới nha. Đó, cây đẹp lắm nha cô chú anh chị, ở ngoài nó rất lớn đó, về cô chú anh chị trồng cái cây này vô cũng khoảng cỡ chậu 6 nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là một cây mai mã số 21C, một cây mai có đế 24 giờ luôn nha cô chú anh chị. Cây này có đế rất là đẹp nha. Cô chú chị xem cái đế vòng tròn đều gan hết. Đó, đo hoành luôn em. Sẵn quay ở đây rồi đo hoành luôn. Đó, hoành tại vị trí này là 25 hoành nha cô chú chị. Đó. Tán ngang 60. Tán ngang 60 nha cô chú chị. Đó, chiều cao là bao nhiêu đây? Chiều cao 1m1 nha. Đó, hoành 25. Tán ngang 60, cao 1m1. Mà cái đế nó là đế 24 giờ. Và cây này là cây bông đẹp sẵn luôn nha cô chú anh chị. Cây dạo Thủ Đức nha. Bông đẹp 6 đến 12 cánh. Đế 24 giờ. Rồi cây mã số 21C em xin phép giao lưu với giá là 1.300.000 đồng bao ship nha. Ở cái bộ đế đó thôi, cắt cái phôi thôi là lấy tiền rồi ha cô chú anh chị. Ở còn này được cái tàn luôn. Đó. Cô chú anh chị xem cây này thích hợp chơi gọn gọn nha. Rồi em xin phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 22C là một cây mai có dáng lùng lực nha cô chú anh chị. Đó, phôm tàn lùng lực nha. Đó, gọn gọn xinh xinh, trồng chậu 6 nha cô chú anh chị. 22C. Đo thông số em. Cây cũng có đế nha cô chú anh chị. 19. Hoành 19 nha. Đó, cũng có đế nha. Bàn tay để vô. Chi cành thì cũng lực lắm nha. Tán ngang. Ngang 1 mét. Tán ngang 1 m. Chiều cao. Cao bao nhiêu đây? Cao tính từ mặt bầu. Tính từ mặt bầu là 1m1 hay cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 22C. Cô chú anh chị nào thích lùng lực thì chơi cây này nha. Đó, 22C giá 800.000 đồng bao ship. Lùng lực. Rồi em sẽ phép lên cây tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 23C ha cô chú anh chị. Đó, cây mã số 23C. Cây mai dạo Thủ Đức. Đó, chi cành rất đều nha. Đo thông số em ơi. 22. Hoành 22 ha. Đó, cái đế có rễ có ấy ra thôi, nhưng mà đế không có được gì đặc sắc ha cô chú anh chị. Tán ngang 1 m. Chiều cao. Chiều cao 1m4. Nhón quá rồi. Chiều cao 1m4 nha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 23C nha. 23C giá 1 triệu đồng bao ship nha cô chú anh chị. 23C cây này tàn đều lắm. Đó. Rồi tiếp theo là cây mai mã số 24C nha cô chú anh chị. 24C Đó, chỉ cần sang ngang rất đều. Và cây này thì đang lên xù luôn nha cô chú anh chị. Cây đang lên xù nha, chảy xù nha. Đó, và cái đế cũng rất đẹp nha cô chú anh chị. Đế nè, mình để cái bàn tay vô nè. Đó, cho hoành em 25 hoành hả cô chú anh chị. Đó, cái này mặt sau của đế nè. Đó, rễ ở đây còn xuống nha cô chú anh chị. Rễ ở đây nè. Ở bên đây thì có cọng dại bự nè, như cái chân vậy. Ở đây thì đều gan ha. Tán ngang 1m2. Cao. Cao 1m3 nha cô chú anh chị. Rồi cây mai mã số 24C nha. 24C. Cây rất là lực lưỡng nha, ở ngoài rất là bự nha cô chú anh chị. Giá chỉ có 1.300.000 thôi. Đó. Cây bông đẹp, tàn đều, đế đẹp. Rồi có lên xù luôn. Giá chỉ có 1.300.000, chỉ có chỗ em có thôi hết cô chú anh chị. Rồi, xin phép lên cây tiếp theo. Rồi, tiếp theo là cây mai mã số 25 và cũng là cây mai cuối cùng của clip ngày hôm nay. Và cũng là cái cây mai lớn nhất trong cái lô mai em vừa về hết cô chú anh chị. Đó, cây này có dáng hơi nghiêng nha. Đó, dáng nghiêng nè. Đó, dáng nghiêng nha. Rồi, cây này cũng có đế luôn nha cô chú anh chị. Đây, cái đế cái mặt sau nè. Để em quay cô chú chị xem ha. Đó, cây này về trồng tầm khoảng chậu 8 trở lên nha cô chú anh chị. Ở cái hoành tại vị trí này là 28 nha cô chú anh chị. Đó, đo tại đó 28 nha. Còn cái củ xuống đây thì nở nữa. Mà cái đế nè, cái đế thì 2 gang tay. Thôi khỏi đó em, để anh mô phỏng cho cô chú anh chị xem. Đây, gang nè, 2 gang mới hết này nè. Đó, cái rễ ăn xuống, rễ này rất là lớn nha. Đó, cái mặt bên đây nó như thế này nha. Đó, quay ngược qua đây nó như thế này, nó rất là đều luôn nè. Đó, chỉ cầm đều lắm. Tán ngang 1m2. Chiều cao 1m3. Chiều cao nhiêu em? 1m3. Cao này, cây này có 1m3 sao? Cỡ 1m4 á. Đâu em đo, em kéo dây lại coi. Cây này em thấy cao lắm. Chưa tới đọt phải không? Đâu kéo lại coi cho cô chú chị xem cho kỹ. Cây lớn mình phải đo cho kỹ. Đó, kéo cây muốn hết cái thước dây rồi kìa. Mà nó 1m3 làm sao được. Đó, tới đọt là tới đó là cỡ 1m4 trở lên hay cô chú anh chị. Đó. Rồi, bởi vì nhìn cây mà sao 1m3 được. Cây lớn lắm nha cô chú anh chị. Tàn đều. Đế cũng có luôn. Đó. Dáng nghiêng nha. Đó. Rồi, cây mã số 25, cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Em xin phép giao lưu với giá là 2.500.000, em bao ship tới nơi ha cô chú anh chị. Cây này rất nặng, 2 người khiêng nha. Về cô chú chị vào cái chậu 8 á, nếu mà có cái chậu vuông á thì cũng rất là đẹp. Chậu chữ nhật chứ, chậu chữ nhật cô chú anh chị. Rồi thì em cảm ơn cô chú chị đã dành thời gian theo dõi video. Em cũng cảm ơn cô chú chị trong thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng ủng hộ em. Em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha.